Let's learn Vietnamese conversation. Hello. Xin chào. Xin chào. Good morning. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Good afternoon. Chào buổi chiều. Chào buổi chiều. How are you? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Pretty good. Tôi khỏe. Tôi khỏe. Same as usual. Vẫn vậy thôi. Vẫn vậy thôi. It's fine today. Hôm nay tôi thấy ổn. Hôm nay tôi thấy ổn. It's very cold today. Hôm nay lạnh thật. Hôm nay lạnh thật. I haven't seen you for a long time. Lâu rồi không gặp bạn. Lâu rồi không gặp bạn. You haven't changed at all. Bạn chẳng thay đổi gì nhỉ? Bạn chẳng thay đổi gì nhỉ? Are you busy at work? Công việc có bận không? Công việc có bận không? I'm very busy. Tôi bận lắm. Tôi bận lắm. See you later. Hẹn gặp sau. Hẹn gặp sau. Sorry, but I have to go. Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi. Xin lỗi, nhưng tôi phải đi rồi. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. Please say hello to John for me. Cho tôi gửi lời chào tới John nhé. Cho tôi gửi lời chào tới John nhé. Keep in touch. Giữ liên lạc nhé. Giữ liên lạc nhé. See you tomorrow. Hẹn gặp ngày mai. Hẹn gặp ngày mai. Have a nice day. Chúc một ngày tốt lành. Chúc một ngày tốt lành. You too. Bạn cũng vậy. Bạn cũng vậy. Good night. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. I'm not good at English. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm. I can only speak a little English. Tôi chỉ nói được chút tiếng Anh thôi. Tôi chỉ nói được chút tiếng Anh thôi. Could you please say that again? Bạn nhắc lại được không? Bạn nhắc lại được không? Could you speak slowly a bit more? Bạn nói chậm hơn được không? Bạn nói chậm hơn được không? Do you understand what I said? Bạn hiểu tôi nói gì chứ? Bạn hiểu tôi nói gì chứ? It's been a year since I started studying English. Kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Anh là đã được một năm rồi. Kể từ khi tôi bắt đầu học tiếng Anh là đã được một năm rồi. Do you speak English? Bạn nói tiếng Anh không nhỉ? Bạn nói tiếng Anh không nhỉ? I envy you. Tôi ghen tị với bạn đó. Tôi ghen tị với bạn đó. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc khi hay tin. Tôi rất tiếc khi hay tin. I'm lonely. Tôi thật cô đơn. Tôi thật cô đơn. I'm so pissed. Tôi bực quá. Tôi bực quá. I'm sad. Tôi thấy buồn. Tôi thấy buồn. That's too much. Vậy là hơi quá. Vậy là hơi quá. I'm glad to hear that. Tôi nghe tin thấy mừng lắm. Tôi nghe tin thấy mừng lắm. I'm so glad. Tôi mừng lắm. Tôi mừng lắm. I feel happy. Tôi thấy vui quá. Tôi thấy vui quá. You look happy. Trông bạn có vẻ vui. Trông bạn có vẻ vui. I was surprised. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi ngạc nhiên lắm. That's amazing. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. I'm a little nervous. Tôi lo lắng đôi chút. Tôi lo lắng đôi chút. I'm a bit tired. Tôi thấy hơi mệt. Tôi thấy hơi mệt. No kidding. Đừng đùa chứ. Đừng đùa chứ. Are you kidding? Giỡn sao? Giỡn sao? What a shame. Thật đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ. That's stupid. Thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc. That's too bad. Tệ thật đấy. Tệ thật đấy. Don't worry. Đừng lo. Đừng lo. I don't know what to say. Tôi không biết phải nói sao. Tôi không biết phải nói sao. It happens. Chuyện thường mà. Chuyện thường mà. Don't blame yourself. Đừng tự trách mình. Đừng tự trách mình. I know how you feel. Tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi hiểu cảm giác của bạn. Of course. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. I'd be glad to. Rất hân hạnh. Rất hân hạnh. Sounds good. Được đó. Được đó. I agree. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. I think so, too. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. That's right. Đúng vậy. Đúng vậy. That's great. Thật tuyệt. Thật tuyệt. I hope so. Mong là vậy. Mong là vậy. What time is it now? Giờ là mấy giờ? Giờ là mấy giờ? What day is it today? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? What day of the month is it today? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày bao nhiêu? How much is this? Cái này giá bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu? Is that okay? Vậy ổn chứ? Vậy ổn chứ? What's this? Đây là gì? Đây là gì? What's that? Đó là gì? Đó là gì? What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Bạn đang làm gì vậy? Why? Tại sao? Tại sao? Are you all right? Bạn ổn chứ? Bạn ổn chứ? I like to travel. Tôi thích đi du lịch. Tôi thích đi du lịch. I'm not free. Tôi không rảnh. Tôi không rảnh. There's so much. Thế là quá nhiều. Thế là quá nhiều. Where are they from? Họ từ đâu đến? Họ từ đâu đến? I have bad news. Tôi có tin xấu. Tôi có tin xấu. Thanks for the flowers. Cảm ơn cậu về bó hoa. Cảm ơn cậu về bó hoa. I'll come at once. Tôi sẽ đến một lần. Tôi sẽ đến một lần. Hurry up. Thoáng cái chân lên. Thoáng cái chân lên. Have a safe trip. Thượng lộ bình an. Thượng lộ bình an. Tom just contacted us. Tom vừa liên hệ với chúng tôi. Tom vừa liên hệ với chúng tôi. I have two books. Tôi có hai quyển sách. Tôi có hai quyển sách. Please be serious. Làm ơn nghiêm túc đi. Làm ơn nghiêm túc đi. I want to stay. Tớ muốn ở lại. Tớ muốn ở lại. Where should we register? Chúng tôi nên đăng ký ở đâu? Chúng tôi nên đăng ký ở đâu? I did not understand. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. You'll regret it. Bạn sẽ hối hận về điều đó. Bạn sẽ hối hận về điều đó. Do you like cooking? Bạn có thích nấu ăn không? Bạn có thích nấu ăn không? My eyes hurt. Mắt tớ đau. Mắt tớ đau. He had no money. Anh ấy không có tiền. Anh ấy không có tiền. Let me dream. Hãy để tôi mơ mộng. Hãy để tôi mơ mộng. They're right behind you. Họ ở ngay sau cậu. Họ ở ngay sau cậu. They have come. Họ đã đến. Họ đã đến. They did it themselves. Họ tự làm việc đó. Họ tự làm việc đó. Her dress looked cheap. Chiếc đầm của nó trông có vẻ rẻ tiền. Chiếc đầm của nó trông có vẻ rẻ tiền. What scares you most? Điều gì khiến bạn sợ nhất? Điều gì khiến bạn sợ nhất? We used to fight. Chúng tôi từng đánh nhau. Chúng tôi từng đánh nhau. Just stay put. Ở yên đó. Ở yên đó. Are you happy here? Ở đây bạn có hạnh phúc. Ở đây bạn có hạnh phúc. Call the fire department. Gọi cứu hỏa. Gọi cứu hỏa. Tom is my brother. Tom là anh trai của tôi. Tom là anh trai của tôi. I'm retiring. Tôi sắp nghỉ hưu. Tôi sắp nghỉ hưu. You're not fast enough. Bạn không đủ nhanh. Bạn không đủ nhanh. Our investigation is ongoing. Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn tiếp tục. Cuộc điều tra của chúng tôi vẫn tiếp tục. I didn't betray you. Tôi không phản bội cậu. Tôi không phản bội cậu. We gave them food. Chúng tôi cho họ đồ ăn. Chúng tôi cho họ đồ ăn. Those are Tom's. Mấy thứ đó của Tom. Mấy thứ đó của Tom. This is for everybody. Cái này cho mọi người. Cái này cho mọi người. Who discovered radium? Ai đã phát hiện ra radium? Ai đã phát hiện ra radium? Wasn't it awful? Không phải nó kinh khủng lắm ư? Không phải nó kinh khủng lắm ư? Tom followed me. Tom đã đi theo tôi. Tom đã đi theo tôi. She is too weak. Nó yếu quá. Nó yếu quá. He admitted his guilt. Anh ấy nhận tội lỗi của mình. Anh ấy nhận tội lỗi của mình. Keep your hair on. Giữ tóc của bạn ở đó. Giữ tóc của bạn ở đó. They arrested me. Họ bắt tôi. Họ bắt tôi. We'll hide it. Chúng tôi sẽ giấu nó. Chúng tôi sẽ giấu nó. I have another question. Tôi có một câu hỏi khác. Tôi có một câu hỏi khác. I'm from Tokyo, Japan. Tôi đến từ Tokyo, Nhật Bản. Tôi đến từ Tokyo, Nhật Bản. Tomorrow, it'll be worse. Ngày mai chuyện sẽ còn tệ hơn. Ngày mai chuyện sẽ còn tệ hơn. Tom has denied cheating. Tom chối là đã gian lận. Tom chối là đã gian lận. I opened the window. Tôi đã mở cửa sổ. Tôi đã mở cửa sổ. Tom made a deal. Tom đã đạt được một thỏa thuận. Tom đã đạt được một thỏa thuận. I'm not your enemy. Tôi không phải là kẻ thù. Tôi không phải là kẻ thù. Tom demanded an apology. Tom yêu cầu một lời xin lỗi. Tom yêu cầu một lời xin lỗi. Nobody understands me. Không ai hiểu được tôi hết. Không ai hiểu được tôi hết. I'm not illiterate. Tôi không phải là người mù chữ. Tôi không phải là người mù chữ. Please do not forget. Xin đừng quên. Xin đừng quên. Like father, like son. Cha nào con nấy. Cha nào con nấy. Don't forget the ticket. Xin đừng quên vé. Xin đừng quên vé. I'd rather not. Tôi thà không. Tôi thà không. Won't you go? Sao cậu chưa đi đi? Sao cậu chưa đi đi? Life's not fair. Cuộc đời không công bằng. Cuộc đời không công bằng. They all left. Tất cả họ đều đã rời đi. Tất cả họ đều đã rời đi. Mary is Tom's sister. Mary không phải là chị của Tom. Mary không phải là chị của Tom. The moon's so bright. Mặt trăng sáng quá. Mặt trăng sáng quá. Sign here, please. Vui lòng ký vào đây. Vui lòng ký vào đây. Did Tom know Mary? Tom có quen Mary không? Tom có quen Mary không? Everybody is hungry again. Mọi người lại đói. Mọi người lại đói. It makes no sense. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Where are you? Bạn đang ở đâu? Bạn đang ở đâu? We're not strangers. Chúng tôi không phải là người lạ. Chúng tôi không phải là người lạ. I'm going to run. Tớ chuẩn bị chạy. Tớ chuẩn bị chạy. This car is his. Chiếc xe này là của ổng. Chiếc xe này là của ổng. We'll get it. Chúng tôi sẽ nhận được nó. Chúng tôi sẽ nhận được nó. We're still pushing ahead. Bọn tớ vẫn đang cố. Bọn tớ vẫn đang cố. Let's go by car. Đi bằng ô tô nhé. Đi bằng ô tô nhé. I'm an eighth grader. Tôi đang học lớp 8. Tôi đang học lớp 8. We're going inside. Chúng tôi đang đi vào trong. Chúng tôi đang đi vào trong. It's a serious commitment. Đó là một sự cam kết nghiêm túc. Đó là một sự cam kết nghiêm túc. Let's try it. Thử nó xem sao. Thử nó xem sao. Excuse me, I'm lost. Tôi xin lỗi, tôi bị lạc đường. Tôi xin lỗi, tôi bị lạc đường. This dog is white. Con chó này màu trắng. Con chó này màu trắng. What's my room number? Số phòng của tôi là số nào? Số phòng của tôi là số nào? Can't you move faster? Anh nhanh tay lên có được không? Anh nhanh tay lên có được không? Are you still scared? Bạn vẫn còn sợ à? Bạn vẫn còn sợ à? It's so easy. Quá dễ. Quá dễ. Let me try. Để tôi thử. Để tôi thử. Everyone looked surprised. Mọi người trông có vẻ kinh ngạc. Mọi người trông có vẻ kinh ngạc. Oh, I'm sorry. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Charity begins at home. Trước khi thương người, hãy thương lấy người nhà mình. Trước khi thương người, hãy thương lấy người nhà mình. We'll let Tom try. Để Tom thử đi. Để Tom thử đi. Aren't you hungry? Cậu không đói sao? Cậu không đói sao? This rose is beautiful. Hoa hồng này đẹp quá. Hoa hồng này đẹp quá. This is really impressive. Điều này thực sự rất ấn tượng. Điều này thực sự rất ấn tượng. I have a headache. Tôi bị nhức đầu. Tôi bị nhức đầu. It is already 11. Đã 11 giờ rồi. Đã 11 giờ rồi. It's 2 pounds. Cái này 2 pound. Cái này 2 pound. I have some time. Có một ít thời gian. Có một ít thời gian. Where can I park? Đậu xe ở đâu vậy? Đậu xe ở đâu vậy? I'm almost done. Tôi sắp xong rồi. Tôi sắp xong rồi. I want something sweet. Tôi muốn thứ gì đó ngọt. Tôi muốn thứ gì đó ngọt. The Hilton Hotel, please. Làm ơn chở tôi tới khách sạn Hilton. Làm ơn chở tôi tới khách sạn Hilton. I won't lose. Tôi không thua đâu. Tôi không thua đâu. Tom is a writer. Tom là nhà văn. Tom là nhà văn. I love you. Anh phải lòng em. Anh phải lòng em. I like math. Tôi thích toán. Tôi thích toán. They haven't left. Họ chưa đi. Họ chưa đi. Have you had breakfast? Anh ăn sáng chưa? Anh ăn sáng chưa? Tom will never know. Tom sẽ không bao giờ biết. Tom sẽ không bao giờ biết. The sun is rising. Mặt trời đang lên. Mặt trời đang lên. I love Hollywood movies. Tôi thích xem phim Hollywood. Tôi thích xem phim Hollywood. Get off the lawn. Không được dẫm lên cỏ. Không được dẫm lên cỏ. I don't get it. Tôi không lấy được nó. Tôi không lấy được nó. The courier just arrived. Người đưa thư vừa mới đến. Người đưa thư vừa mới đến. You got very drunk. Bạn say quá rồi. Bạn say quá rồi. I'm in pain here. Tôi bị đau ở chỗ này. Tôi bị đau ở chỗ này. What should we expect? Chúng ta nên trông đợi điều gì? Chúng ta nên trông đợi điều gì? My place is here. Chỗ của tôi ở đây. Chỗ của tôi ở đây. Their eyes met. Ánh mắt họ chạm nhau. Ánh mắt họ chạm nhau. I'm sure you'll understand. Tôi tin chắc là bạn sẽ hiểu. Tôi tin chắc là bạn sẽ hiểu. I broke your ashtray. Tôi đã làm vỡ đồ gạt tàn của bạn rồi. Tôi đã làm vỡ đồ gạt tàn của bạn rồi. I'm Azerbaijani. Tôi là người Azerbaijan. Tôi là người Azerbaijan. Do you speak Japanese? Ông có nói tiếng Nhật không? Ông có nói tiếng Nhật không? You're just a girl. Bạn chỉ là một cô gái. Bạn chỉ là một cô gái. We've been here before. Chúng tôi đã từng đến đây rồi. Chúng tôi đã từng đến đây rồi. What's that? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? This is morally wrong. Về mặt đạo đức, điều này là sai. Về mặt đạo đức, điều này là sai. He's a patient man. Anh ấy là một người kiên trì. Anh ấy là một người kiên trì. Help me. Cứu tôi với. Cứu tôi với. I agreed with Tom. Tôi đồng tình với Tom. Tôi đồng tình với Tom. Nobody came. Không ai tới hết. Không ai tới hết. I dropped my apple. Tôi đã đánh rơi quả táo của mình. Tôi đã đánh rơi quả táo của mình. Nobody can replace Tom. Không một ai có thể thay thế Tom. Không một ai có thể thay thế Tom. Tom appeared confused. Tom có vẻ bối rối. Tom có vẻ bối rối. It's time for bed. Đã đến giờ đi ngủ. Đã đến giờ đi ngủ. We never actually met. Thực sự chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Thực sự chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Are we finished? Chúng ta đã xong chưa? Chúng ta đã xong chưa? Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Who's not wearing gloves? Ai không đeo găng tay? Ai không đeo găng tay? You're a smart boy. Bạn là một chàng trai thông minh. Bạn là một chàng trai thông minh. I dreamt about you. Tôi mơ đến bạn. Tôi mơ đến bạn. Power brings corruption. Quyền lực mang đến tham nhũng. Quyền lực mang đến tham nhũng. I'm eating rice now. Tôi đang ăn cơm. Tôi đang ăn cơm. I'm by your side. Tôi ủng hộ bạn. Tôi ủng hộ bạn. She sells flowers. Cô ta bán hoa. Cô ta bán hoa. Why aren't you working? Sao cậu không làm việc? Sao cậu không làm việc? Who broke the plate? Ai làm vỡ cái đĩa? Ai làm vỡ cái đĩa? We better get going. Chúng ta nên tiếp tục. Chúng ta nên tiếp tục. You lied to us. Bạn đã nói dối chúng tôi. Bạn đã nói dối chúng tôi. We walked a lot. Chúng tôi đã đi bộ rất nhiều. Chúng tôi đã đi bộ rất nhiều. She cried. Nó đã khóc. Nó đã khóc. That's an original idea. Đó là ý tưởng ban đầu. Đó là ý tưởng ban đầu. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Tom is recovering. Tom đang dần hồi phục. Tom đang dần hồi phục. It gets worse. Tình hình trở nên xấu đi. Tình hình trở nên xấu đi. We know this song. Tụi tao biết bài hát này. Tụi tao biết bài hát này. I'll probably be fishing. Có lẽ tôi sẽ đi câu cá. Có lẽ tôi sẽ đi câu cá. Tom was not famous. Tom không nổi tiếng. Tom không nổi tiếng. I'm taller than Tom. Tôi cao hơn Tom. Tôi cao hơn Tom. Here comes the bus. Xe buýt đến rồi. Xe buýt đến rồi. I can't see anything. Tôi không nhìn được gì. Tôi không nhìn được gì. Tom is a socialist. Tom là một người chủ nghĩa xã hội. Tom là một người chủ nghĩa xã hội. I have class tomorrow. Tôi có lớp ngày mai. Tôi có lớp ngày mai. Are you hungry? Bạn có đói bụng không? Bạn có đói bụng không? Tom makes great cookies. Tom làm bánh quy tuyệt ngon. Tom làm bánh quy tuyệt ngon. He is making cookies. Anh ta đang làm bánh quy. Anh ta đang làm bánh quy. It's your party. Nó là buổi tiệc của bạn. Nó là buổi tiệc của bạn. What's there to do? Có việc gì ở đó dễ làm? Có việc gì ở đó dễ làm? Tom was unlucky. Tom đã không may mắn. Tom đã không may mắn. It's up to you. Tùy bạn. Tùy bạn. Tom stayed with me. Tom ở lại với tôi. Tom ở lại với tôi. Tom is your age. Tom cũng bằng tuổi cậu. Tom cũng bằng tuổi cậu. I play tennis. Tôi chơi môn quần vợt. Tôi chơi môn quần vợt. I was kidnapped. Tôi từng bị bắt cóc. Tôi từng bị bắt cóc. I'm bald. Tôi bị hói. Tôi bị hói. I can't speak Vietnamese. Tôi không biết nói tiếng Việt. Tôi không biết nói tiếng Việt. It's ours. Đó là của chúng tôi. Đó là của chúng tôi. I heard you. Tôi nghe bạn rồi. Tôi nghe bạn rồi. Everything is working. Tất cả đều đang hoạt động. Tất cả đều đang hoạt động. They should know it. Họ nên biết nó chứ. Họ nên biết nó chứ. It is the law. Đó là luật. Đó là luật. I'm your assistant. Tôi là trợ lý của bạn. Tôi là trợ lý của bạn. Let's get some sleep. Hãy đi ngủ một chút. Hãy đi ngủ một chút. How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi? You should try it. Bạn nên thử nó. Bạn nên thử nó. I can't go on. Tôi không thể tiếp tục. Tôi không thể tiếp tục. I'm watching my weight. Tôi đang theo dõi cân nặng của mình. Tôi đang theo dõi cân nặng của mình. I will try. Tôi sẽ thử. Tôi sẽ thử. You run. Bạn chạy. Bạn chạy. You're not sleeping enough. Bạn đang thiếu ngủ. Bạn đang thiếu ngủ. What's up? Gì thế? Gì thế? Can you explain that? Bạn có thể giải thích điều đó không? Bạn có thể giải thích điều đó không? Who's here? Ai đây? Ai đây? Am I under arrest? Tôi bị bắt à? Tôi bị bắt à? We're all excited. Chúng tôi đều rất hứng thú. Chúng tôi đều rất hứng thú. I am eating. Tôi đang ăn. Tôi đang ăn. Take it away, please. Làm ơn mang nó đi giúp tôi. Làm ơn mang nó đi giúp tôi. I'd buy that. Lấy cho tôi cái kia. Lấy cho tôi cái kia. Tom was my boss. Tom từng là sếp của tôi. Tom từng là sếp của tôi. What's this? Cái gì đây? Cái gì đây? No one's blaming you. Không ai trách em cả. Không ai trách em cả. Let's stop doing this. Hãy dừng việc này lại. Hãy dừng việc này lại. I don't speak Japanese. Tôi không biết nói tiếng Nhật. Tôi không biết nói tiếng Nhật. It's cold. Lạnh. Lạnh. He has many friends. Anh ấy có nhiều bạn. Anh ấy có nhiều bạn. Let's not do that. Đừng làm điều đó. Đừng làm điều đó. I am single. Tôi độc thân. Tôi độc thân. You know this. Bạn biết điều này. Bạn biết điều này. He lives by himself. Nó tự nuôi sống bản thân. Nó tự nuôi sống bản thân. They'll help us. Họ sẽ giúp bọn mình. Họ sẽ giúp bọn mình. He entered the army. Anh ta gia nhập quân đội. Anh ta gia nhập quân đội. Are you busy today? Hôm nay bạn có rảnh không? Hôm nay bạn có rảnh không? Tom is always careful. Tom lúc nào cũng cẩn thận. Tom lúc nào cũng cẩn thận. Nobody does it better. Không ai làm việc này tốt hơn. Không ai làm việc này tốt hơn. We all have changed. Chúng ta đều đã thay đổi. Chúng ta đều đã thay đổi. Tom didn't invite me. Tom đã không mời tôi. Tom đã không mời tôi. Tom dusted himself off. Tom rũ sạch bụi trên người. Tom rũ sạch bụi trên người. It's so hard. Việc này thật là khó. Việc này thật là khó. Goodbye. See you tomorrow. Tạm biệt, mai gặp lại. Tạm biệt, mai gặp lại. Tom started packing. Tom bắt đầu đóng gói đồ đạc. Tom bắt đầu đóng gói đồ đạc. Please correct the errors. Làm ơn sửa lại những lỗi sai. Làm ơn sửa lại những lỗi sai. Do you plant pumpkins? Bạn có trồng bí ngô không? Bạn có trồng bí ngô không? Tom loves it. Tom thích nó lắm. Tom thích nó lắm. That's a good price. Giá tốt đấy. Giá tốt đấy. Hurry. Nhanh lên nào. Nhanh lên nào. This table is heavy. Cái bàn này nặng quá. Cái bàn này nặng quá. Let's have a try. Thử xem nào. Thử xem nào. Freedom is not free. Tự do không đồng nghĩa với được tự do. Tự do không đồng nghĩa với được tự do. Tom isn't naive. Tom không ngây thơ. Tom không ngây thơ. I've paid you already. Tôi đã thanh toán cho bạn rồi. Tôi đã thanh toán cho bạn rồi. My eyes are sore. Mắt tôi đang bị đau. Mắt tôi đang bị đau. Give that to me. Đưa nó cho tôi. Đưa nó cho tôi. You should ask Tom. Bạn nên hỏi Tom. Bạn nên hỏi Tom. Where's your dog? Con chó của cậu đâu rồi? Con chó của cậu đâu rồi? It's very big. To quá. To quá. Don't be childish. Đừng có trẻ con như vậy. Đừng có trẻ con như vậy. I have two cats. Tôi có hai con mèo. Tôi có hai con mèo. Christ taught forgiveness. Đức Giêsu chủ trương khoan dung. Đức Giêsu chủ trương khoan dung. Tom needs an umbrella. Tom cần một cái ô. Tom cần một cái ô. What's his first name? Tên của cậu ta là gì vậy nhỉ? Tên của cậu ta là gì vậy nhỉ? This is on you. Cái này tùy vào bạn. Cái này tùy vào bạn. Let me finish. Để tôi làm xong đã. Để tôi làm xong đã. We miss Tom. Chúng tôi nhớ Tom. Chúng tôi nhớ Tom. Tom is very disturbed. Tom cực kỳ bối rối. Tom cực kỳ bối rối. That house looks nice. Căn nhà đó trông đẹp. Căn nhà đó trông đẹp. Tom helps us. Tom giúp đỡ chúng tôi. Tom giúp đỡ chúng tôi. I can't believe it. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được. Tom is from Australia. Tom tới từ Úc. Tom tới từ Úc. His opinions carry weight. Ý kiến của nó thật nặng đô. Ý kiến của nó thật nặng đô. Your nose is bleeding. Mũi của mày đang chảy máu. Mũi của mày đang chảy máu. Complaints are rare. Rất hiếm lời phàn nàn. Rất hiếm lời phàn nàn. Who's your favorite poet? Ai là nhà thơ bạn yêu thích? Ai là nhà thơ bạn yêu thích? Who stole the apple? Ai ăn cắp quả táo? Ai ăn cắp quả táo? Tom became quite upset. Tom trở nên khá giận dữ. Tom trở nên khá giận dữ. What's your name? Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? Tom wants to swim. Tom muốn đi bơi. Tom muốn đi bơi. It suits me. Nó vừa với tôi. Nó vừa với tôi. You look pale. Bạn trông tái nhợt. Bạn trông tái nhợt. Hang on, Tom. Chờ chút, Tom. Chờ chút, Tom. Swimming develops our muscles. Bơi lội làm phát triển cơ bắp. Bơi lội làm phát triển cơ bắp. I'm good with people. Tôi có khả năng tương tác xã hội tốt. Tôi có khả năng tương tác xã hội tốt. They were married. Chúng nó cưới nhau rồi. Chúng nó cưới nhau rồi. Where is my comb? Lược của tôi đâu rồi? Lược của tôi đâu rồi? How beautiful. Thật đẹp làm sao? Thật đẹp làm sao? I'm thirsty. Tôi khát nước. Tôi khát nước. He needs help. Anh ấy cần giúp đỡ. Anh ấy cần giúp đỡ. Tom became very famous. Tom đã trở nên rất nổi tiếng. Tom đã trở nên rất nổi tiếng. The king was executed. Nhà vua đã bị xử tử. Nhà vua đã bị xử tử. He's my younger brother. Nó là em trai tôi. Nó là em trai tôi. Better late than never. Chậm còn hơn không? Chậm còn hơn không? We don't know why. Tôi không biết tại sao. Tôi không biết tại sao. I need a translator. Tôi cần một người dịch. Tôi cần một người dịch. This apple is rotten. Trái táo này bị hư rồi. Trái táo này bị hư rồi. Isn't Tom having breakfast? Tom ăn sáng chưa? Tom ăn sáng chưa? I saw a UFO. Tôi nhìn thấy UFO. Tôi nhìn thấy UFO. Unbelievable. Thật khó tin. Thật khó tin. This will cost 30 euros. Cái này sẽ tốn 30 euro. Cái này sẽ tốn 30 euro. Play us a tune. Chơi một giai điệu cho chúng tôi đi. Chơi một giai điệu cho chúng tôi đi. I found that fascinating. Tôi thấy điều đó thật hấp dẫn. Tôi thấy điều đó thật hấp dẫn. It looks really nice. Nó trông thật đẹp. Nó trông thật đẹp. Did you miss me? Có nhớ tôi không? Có nhớ tôi không? I don't eat bread. Tôi không ăn bánh mì. Tôi không ăn bánh mì. You're a worthy opponent. Bạn là đối thủ xứng tầm. Bạn là đối thủ xứng tầm. It's gotten worse. Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ. Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ. Tom opened the gate. Tom đã mở cổng. Tom đã mở cổng. Mom is always right. Mẹ luôn luôn đúng. Mẹ luôn luôn đúng. She is really cute. Cô ấy thực sự dễ thương. Cô ấy thực sự dễ thương. I love astronomy. Tôi yêu thích thiên văn học. Tôi yêu thích thiên văn học. I like jazz. Tôi thích nhạc jazz. Tôi thích nhạc jazz. Men are idiots. Đàn ông ai cũng ngu. Đàn ông ai cũng ngu. You swim very quickly. Cậu bơi nhanh thật đấy. Cậu bơi nhanh thật đấy. Should I reply? Tôi có nên trả lời không? Tôi có nên trả lời không? We want complete sentences. Chúng tôi muốn những câu đầy đủ. Chúng tôi muốn những câu đầy đủ. I wrote the book. Tôi đã viết cuốn sách. Tôi đã viết cuốn sách. Come with me. Đi với tôi. Đi với tôi. You can't buy happiness. Bạn không thể mua được hạnh phúc. Bạn không thể mua được hạnh phúc. I like being busy. Tôi thích bận rộn. Tôi thích bận rộn. She allegedly murdered him. Cô ấy bị cáo buộc giết anh ta. Cô ấy bị cáo buộc giết anh ta. You were wrong. Bạn đã sai. Bạn đã sai. He tries. Hắn thử. Hắn thử. Don't be shy. Đừng ngại. Đừng ngại. Please don't touch me. Đừng đụng vào người tôi. Đừng đụng vào người tôi. Too late. Muộn quá. Muộn quá. Isn't it true? Không đúng hả? Không đúng hả? Tom made his choice. Tom đã đưa ra sự lựa chọn. Tom đã đưa ra sự lựa chọn. He has a camera. Nó có một máy ảnh. Nó có một máy ảnh. I am eating fruit. Tôi đang ăn hoa quả. Tôi đang ăn hoa quả. Get over here, Tom. Qua bên này đi, Tom. Qua bên này đi, Tom. The ground seems wet. Mặt đất dường như ẩm ướt. Mặt đất dường như ẩm ướt. I have some gifts. Tôi có vài món quà. Tôi có vài món quà. Is that the plan? Kế hoạch đấy à? Kế hoạch đấy à? I need more time. Tôi cần thêm thì giờ. Tôi cần thêm thì giờ. Hold that for me. Cầm nó hộ mình. Cầm nó hộ mình. Does he like China? Anh ta có thích Trung Quốc không? Anh ta có thích Trung Quốc không? This will be fun. Sẽ vui đây. Sẽ vui đây. Is there a reward? Có phần thưởng hay không? Có phần thưởng hay không? What did you make? Bạn đã tạo ra cái gì rồi? Bạn đã tạo ra cái gì rồi? Try to understand me. Cố gắng hiểu tôi à. Cố gắng hiểu tôi à. Please telephone him. Xin hãy gọi điện cho ông. Xin hãy gọi điện cho ông. I'm from the government. Tôi làm việc cho chính phủ. Tôi làm việc cho chính phủ. That's a contradiction. Đó là một điều mâu thuẫn. Đó là một điều mâu thuẫn. I'm writing a book. Tôi đang viết một cuốn sách. Tôi đang viết một cuốn sách. Please keep me informed. Làm ơn báo cho tôi biết. Làm ơn báo cho tôi biết. Never trust a stranger. Đừng tin người lạ. Đừng tin người lạ. I'm still in shock. Tôi vẫn đang bị sốc. Tôi vẫn đang bị sốc. How about going swimming? Đi bơi không? Đi bơi không? Who started the fire? Ai đã đốt lửa? Ai đã đốt lửa? All the prisoners escaped. Mọi tù nhân đã trốn thoát. Mọi tù nhân đã trốn thoát. That is intriguing. Cái đó nhìn hấp dẫn. Cái đó nhìn hấp dẫn. Let's do it. Thực hiện thôi. Thực hiện thôi. You're a good mother. Bạn là một người mẹ tốt. Bạn là một người mẹ tốt. He sounded disappointed. Anh ta có vẻ thất vọng. Anh ta có vẻ thất vọng. Can you help Tom? Bạn có thể giúp Tom không? Bạn có thể giúp Tom không? Let Tom stay. Để Tom ở lại. Để Tom ở lại. I'm not a doctor. Tôi không phải là bác sĩ. Tôi không phải là bác sĩ. He hates carrots. Nó ghét cà rốt. Nó ghét cà rốt. We are teachers. Chúng tôi là giáo viên. Chúng tôi là giáo viên. You're joking. Đang đùa đấy à? Đang đùa đấy à? Reading books is interesting. Đọc sách thì rất thú vị. Đọc sách thì rất thú vị. I won't come tomorrow. Ngày mai tôi sẽ không đến. Ngày mai tôi sẽ không đến. It's the law. Đó là luật. Đó là luật. Open your mouth. Mở miệng ra. Mở miệng ra. Where is the dog? Chó đâu rồi? Chó đâu rồi? You may enter. Bạn có thể vào. Bạn có thể vào. He arrived safely. Anh ấy đã đến nơi an toàn. Anh ấy đã đến nơi an toàn. Cheer up. Đừng có rầu rĩ quá như thế. Đừng có rầu rĩ quá như thế. A storm is coming. Một cơn bão sắp đến. Một cơn bão sắp đến. I have a book. Tôi có một cuốn sách. Tôi có một cuốn sách. She is very healthy. Cô ấy rất khỏe mạnh. Cô ấy rất khỏe mạnh. Leave me alone. Để cho tôi một mình. Để cho tôi một mình. Congratulations. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. We're sorry about it. Chúng tôi hết sức xin lỗi về việc đã xảy ra. Chúng tôi hết sức xin lỗi về việc đã xảy ra. Who answered the phone? Ai đã trả lời điện thoại vậy? Ai đã trả lời điện thoại vậy? Tom was frightened. Tom đã rất hoảng sợ. Tom đã rất hoảng sợ. These aren't for you. Những thứ này không phải cho cậu. Những thứ này không phải cho cậu. She is always busy. Chị ấy lúc nào cũng rất bận. Chị ấy lúc nào cũng rất bận. He never tells lies. Nó không bao giờ nói láo. Nó không bao giờ nói láo. Run. Chạy. Chạy. I'm getting hot. Tôi đang nóng. Tôi đang nóng. This is my room. Đây là phòng của tôi. Đây là phòng của tôi. Please show your ticket. Làm ơn cho xem vé. Làm ơn cho xem vé. Outsiders make Tom nervous. Người lạ khiến Tom bối rối. Người lạ khiến Tom bối rối. That girl is Mary. Cô gái kia là Mary. Cô gái kia là Mary. My baggage is missing. Hành lý của tôi bị thiếu. Hành lý của tôi bị thiếu. I'm a journalist. Tôi là nhà báo. Tôi là nhà báo. What did you drink? Cậu đã uống gì? Cậu đã uống gì? We're out of butter. Chúng ta đã hết bơ. Chúng ta đã hết bơ. You're a loser, too. Bạn cũng thua rồi. Bạn cũng thua rồi. I am at home. Tôi đang ở nhà. Tôi đang ở nhà. That's my final offer. Đó là đề nghị cuối cùng của tôi. Đó là đề nghị cuối cùng của tôi. Tom opened the safe. Tom mở cửa két sắt. Tom mở cửa két sắt. It'll be all right. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Are you thirsty? Bạn có khát nước không? Bạn có khát nước không? May I go home? Con về nhà được không? Con về nhà được không? Tom is my colleague. Tom là đồng nghiệp của tôi. Tom là đồng nghiệp của tôi. Are they serious? Họ có nghiêm túc không? Họ có nghiêm túc không? We need emergency assistance. Chúng tôi cần giúp đỡ khẩn cấp. Chúng tôi cần giúp đỡ khẩn cấp. You're mine. Em là của anh. Em là của anh. I'm Tom's supervisor. Tôi là người giám sát Tom. Tôi là người giám sát Tom. I feel very relaxed. Tôi thấy rất thư giãn. Tôi thấy rất thư giãn. What's the time now? Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? He composes beautiful poems. Anh ấy sáng tác những bài thơ đẹp. Anh ấy sáng tác những bài thơ đẹp. The fire alarm rang. Chuông báo cháy vang lên. Chuông báo cháy vang lên. Tom is easily distracted. Tom dễ bị sao lãng. Tom dễ bị sao lãng. Is he satisfied? Nó vừa lòng chưa? Nó vừa lòng chưa? Does Tom know Mary? Tom có biết Mary không? Tom có biết Mary không? You're welcome. Không có chi. Không có chi. Has Tom already eaten? Tom đã ăn chưa? Tom đã ăn chưa? I'm going to swim. Tôi sẽ đi bơi. Tôi sẽ đi bơi. Please try again later. Vui lòng thử lại sau. Vui lòng thử lại sau. The curtains are open. Những cái rèm đã được mở. Những cái rèm đã được mở. You've done very well. Bạn đã làm rất tốt. Bạn đã làm rất tốt. Don't even mention it. Đừng bao giờ đề cập đến vấn đề đấy. Đừng bao giờ đề cập đến vấn đề đấy. We can't give up. Chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta không thể bỏ cuộc. It might explode. Nó có thể nổ. Nó có thể nổ. Tom checked the list. Tom kiểm tra danh sách. Tom kiểm tra danh sách. It works well. Cái đó dùng tốt lắm. Cái đó dùng tốt lắm. No kidding. Không đùa chứ. Không đùa chứ. I'm busy. Tôi đang bận. Tôi đang bận. That is mine. Cái đó là của tôi. Cái đó là của tôi. How tall you are. Bạn cao thiệt. Bạn cao thiệt. Don't be so glum. Đừng có rầu rĩ quá như thế. Đừng có rầu rĩ quá như thế. We are learning Arabic. Chúng tôi đang học tiếng Ả Rập. Chúng tôi đang học tiếng Ả Rập. I'm depending on you. Tôi trông cậy vào bạn. Tôi trông cậy vào bạn. I've seen it myself. Tôi từng tận mắt thấy nó. Tôi từng tận mắt thấy nó. Everything is connected. Mọi thứ đều được kết nối. Mọi thứ đều được kết nối. Will anybody else come? Còn ai khác sắp tới không? Còn ai khác sắp tới không? You two stay here. Hai người ở lại đây. Hai người ở lại đây. He's always busy. Anh ta luôn bận rộn. Anh ta luôn bận rộn. This one's pretty cool. Cái này khá hay đấy. Cái này khá hay đấy. Keep away from that. Tránh xa chỗ đó ra. Tránh xa chỗ đó ra. You only live once. Mày chỉ sống được một lần. Mày chỉ sống được một lần. I will go. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. I don't know. Tôi không biết. Tôi không biết. It was still raining. Lúc ấy trời vẫn còn mưa. Lúc ấy trời vẫn còn mưa. When did Tom return? Tom về khi nào thế? Tom về khi nào thế? Is it unconstitutional? Nó có vi hiến. Nó có vi hiến. You'll like Tom. Mày sẽ thích Tom. Mày sẽ thích Tom. I didn't drive. Tôi không lái. Tôi không lái. Tom's company went public. Công ty của Tom đã lên sàn giao dịch chứng khoán. Công ty của Tom đã lên sàn giao dịch chứng khoán. You lost your chance. Bạn đã bỏ lỡ cơ hội. Bạn đã bỏ lỡ cơ hội. Let's go inside. Chúng ta hãy vào trong nào. Chúng ta hãy vào trong nào. You shouldn't lie. Cậu không nên nói dối. Cậu không nên nói dối. They're eating sandwiches. Họ đang ăn bánh mì sandwich. Họ đang ăn bánh mì sandwich. She is a doctor. Cô ấy là bác sĩ. Cô ấy là bác sĩ. I love studying history. Tôi thích nghiên cứu lịch sử. Tôi thích nghiên cứu lịch sử. We came to help. Chúng tôi đến để giúp. Chúng tôi đến để giúp. I was playing here. Tôi đã chơi ở đây. Tôi đã chơi ở đây. I hear music. Tôi nghe nhạc. Tôi nghe nhạc. It is raining. Đang mưa. Đang mưa. I have a dream. Tôi có ước mơ. Tôi có ước mơ.